Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay mình sẽ làm món bánh sầu riêng chiên giòn. Để làm cái món này thì mình không thể nào thiếu sầu riêng được nhé. Ở đây mình chuẩn bị 2 muỗng sầu riêng. Và 2 muỗng sầu riêng này thì nặng 250g. Ở đây mình dùng loại sầu riêng hạt lép đó các bạn. Để mình lấy cái phần thịt nhiều á. Và đây là bột gạo mình dùng 50g. Và 50g bột chiên giòn. 30ml sữa đặc. Nước thì mình dùng 80ml nước. Và 30g đường, một quả trứng gà. Bánh tráng thì mình dùng khoảng vài cái bánh tráng nha các bạn, khoảng chừng 10 cái. Và như vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên thì mình sẽ nạo sầu riêng ra ngoài một cái tô. Mình lấy cái phần thịt. Đây mình sẽ bỏ cái phần hạt này đi. Sầu riêng hạt lép thịt rất là nhiều luôn. Và cái hạt thì nó lép xẹp luôn nè. Giờ mình sẽ dùng cái muỗng để mình tán cho sầu riêng thật là nhuyễn, thật là mịn luôn. Hoặc là các bạn có thể để vô trong máy mình xay luôn cũng được. Và bạn nào mà thích ăn ngọt hơn thì các bạn có thể cho vô thêm sữa đặc. Giờ mình trộn đều lên, nếu mà thấy chưa ngọt thì mình có thể cho vô thêm cũng được. Dầm dầm cho cái phần sầu riêng này nó thật là nhuyễn. Mình dùng cái bọc thực phẩm và mình bọc kín cái tô lại, hoặc là các bạn có thể để vô trong cái hộp kính cũng được. Sau đó mình sẽ để vô trong ngăn đá tủ lạnh khoảng 2 đến 3 tiếng để cho cái phần sầu riêng của mình nó đông lại. Tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu trộn bột. Mình sẽ cho bột gạo vào trong cái tô lớn. Tiếp theo là mình cho bột chiên giòn vô. Và mình sẽ cho đường vô luôn. Và khuấy đều lên. Mình dùng cái đồ đánh trứng để mình khuấy cho nó đều. Cho vào một quả trứng. Tiếp theo là mình sẽ đánh đều lên. Và mình sẽ cho nước vô. Trộn cho thật là đều nha. Mình trộn cho cái phần bột này nó hơi sệt sệt. Phần bột mình khuấy đều như thế này là được rồi. Bây giờ mình để yên cho bột nghỉ khoảng 15 phút. Mình lấy một miếng bánh tráng, sau đó mình sẽ quét một ít nước lên. Ở đây mình dùng bánh tráng này là loại bánh tráng nhúng nước đó. Còn nếu mà các bạn dùng bánh tráng dẻo thì mình khỏi cần nhúng nước cũng được. Nhưng mà bánh tráng dẻo thì mình ăn nó hơi mặn á, cho nên là mình không thích. Cho nên mình dùng cái loại bánh tráng này. Mình chịu khó mình nhúng một ít nước lên cho nó mềm mềm, để khi cuốn thì nó sẽ không có bị gãy. Và bây giờ thì mình sẽ quét sầu riêng lên. Phần sầu riêng nếu mà các bạn không thích ăn lạnh thì mình có thể trộn với sữa đặc xong rồi mình trét lên bánh tráng, mình cuốn liền luôn cũng được nữa. Mình cuốn lại giống như là mình cuốn chả giò vậy đó. Hoặc là các bạn có thể cuốn thành hình vuông, hình chữ nhật gì cũng được, tùy theo sở thích. Và sầu riêng thì mình chỉ trét một lớp mỏng là được rồi. Rồi vậy mình cuốn lại. Mình xếp cho nó sát sát xuống như thế này. Đầu nó hơi khô cho nên là mình quét lên một ít nước. Cho nó mềm ra, dán vô nó sẽ dính lại. Tương tự thì mình sẽ cuốn với những bánh tráng còn lại cho đến khi nào hết nha. Sau khi mà mình đã cuốn xong á, thì mình sẽ nhúng qua bột rồi mình đem đi chiên. Và trước khi mà mình nhúng bánh tráng vô bột á, thì mình sẽ bắt lên bếp một chảo dầu và đun cho dầu nóng lên. Rồi bây giờ mình sẽ nhúng bánh tráng qua với bột. Mình nhúng qua như thế này rồi dở lên cho bột nó chảy xuống bớt. Rồi sau đó mình để vô trong cái chảo dầu mình chiên. Mình chiên cái nào thì mình nhúng vô cái đó nhé. Dầu đã sôi rồi, giờ mình cho vô. Mình chiên cho cái lớp bột bên ngoài nó vàng giòn lên là được. Lúc chiên thì mình sẽ trở thường xuyên như thế này. Wow, các bạn nhìn cái bánh này nó phồng ra rồi nè. Mình chiên đến khi nào thấy cái phần bột của mình nó vàng thì mình sẽ gấp ra và để vô giấy thấm dầu. Hoặc là các bạn có thể để vô cái rây cho nó rõ dầu cũng được. Phồng lên nhìn giống như là bánh chú chiên vậy. Wow, thơm mùi sầu riêng ghê luôn á các bạn, rất là thơm luôn. Thì các bạn thấy những cái bánh của mình nó bắt đầu nó vàng rồi nè. Rồi bây giờ mình nhìn nó giống như là giò chéo ngoẩy vậy á, nó phồng to lên nè. Cái này nó vàng rồi, giờ mình gấp ra để vô giấy thấm dầu. Wow, rất là thơm luôn.
ơi, bánh sầu riêng mình đã chiên xong rồi. Đây các bạn nhìn nè, mình vừa cắt ra nè. Wow, nhìn bên trong có một lớp sầu riêng mỏng mỏng nè, rất là thơm luôn á. Lớp vỏ bên ngoài thì vàng nè, để mình cắn thử một cái nha. Lớp vỏ bên ngoài thì mình ăn nó hơi giòn giòn nè, bên trong thì mình ăn nó hơi dai dai. Và đặc biệt là có vị sầu riêng cực kỳ thơm luôn. Nó vừa thơm nè, vừa béo nữa. Khi mà mình chiên thì nó phồng lên như thế này nè, bên trong nó trống ruột. Và có một lớp sầu riêng nó bám nhẹ trên cái phần bánh tráng. Và cái vị ngọt của sầu riêng á các bạn, mình ăn thấy nó béo béo nè và ngọt rất là vừa. Đừng có ngọt quá nha các bạn, ngọt quá mình ăn cắt cổ lắm á. Đây còn một miếng nữa nè. Cái lớp bột ở bên ngoài các bạn thì mình ăn nó giòn giòn, rồi cái lớp bánh tráng kế bên á thì mình ăn nó hơi dai nè, dai dai giòn giòn nè, rồi cái độ mềm của sầu riêng nữa. Wow, thơm, rất là thơm, thơm nực nồng luôn á. Các bạn chỉ cần trét một lớp mỏng sầu riêng lên là mùi nó rất là thơm rồi, mình không cần phải cho nhiều quá. Ở nhà các bạn thì mình thích ăn sầu riêng nhiều thì mình có thể trét nhiều hơn. Còn ở bên ngoài người ta bán thì người ta chỉ trét một lớp mỏng cho nó có vị của sầu riêng thôi à. Cho nên là mình làm ở nhà rất là chất lượng luôn á. Và mình vừa chiên ra nóng hổi này ăn rất là ngon luôn. Bây giờ mình thì sẽ bẻ thử một cái cho các bạn cùng xem bên trong nó như thế nào đây. Wow, nó trống ruột nè. Và cái lớp sầu riêng này các bạn nhìn nè. Wow, sầu riêng vàng ôm luôn á. Cái miếng sầu riêng á các bạn, khi mà mình ăn vào mình thấy nó hơi nóng nóng nè. Là mình chiên vừa nóng mình lấy ra mình ăn liền luôn á. Bình thường thì mình hay ăn sầu riêng lạnh. Sầu riêng mình hay để vô trong tủ lạnh á, cho nó lạnh lạnh nên ăn mới ngon. Còn hôm nay thì mình chiên giòn như thế này đấy các bạn. Sầu riêng nó nóng ấm ấm lên á thì mình ăn cũng rất là ngon luôn. Và nó rất là thơm nữa. Sầu riêng thì mình làm được rất là nhiều món luôn đó các bạn. Nhưng mà khi mà các bạn nghe qua cái món sầu riêng chiên giòn, sầu riêng, cái muối sầu riêng mềm xèo, làm sao mà mình có thể chiên giòn lên được. Nhưng mà sau khi mà các bạn xem video của mình xong á, các bạn hãy làm ngay cái món sầu riêng chiên giòn này đi nha. Ăn vừa thơm nè. Cái lớp bột bên ngoài thì mình ăn nó giòn giòn á. Cầm như thế này thì nó giống như là giò chế quẩy luôn nè. Nếu mà các bạn chỉ nhìn sơ qua như thế này thì đảm bảo là các bạn sẽ không biết đây là bánh sầu riêng chiên giòn đâu. Nhìn giống như là giò chế quẩy hay là chuối chiên gì đó. Đây, lớp bột mình xé nó ra nè, nó hơi dai dai nè. Do là cái phần bánh tráng đó, bánh tráng thì nó dai dai nè. Lớp bột bên ngoài thì giòn giòn. Và cái lớp bột đó các bạn, khi mình ăn á thì mình thấy nó hơi ngọt ngọt. Còn nếu mà các bạn nào mà muốn đậm đà hơn, các bạn có thể chấm với lại sữa hoặc là chấm với lại mật ong cũng được nha. Và mùa này thì đang là mùa sầu riêng đó, cho nên là các bạn tranh thủ làm sầu riêng đi nhé. Và mùa rồi thì sầu riêng nó cũng đang giảm giá rồi đó các bạn. Không có mắc như hồi lúc trước. Và một cái bánh sầu riêng chiên giòn á, nếu mà các bạn mua bên ngoài thì với giá là 8 hay là 90 ngàn gì một cái á. Còn nếu mà các bạn chiên ở nhà như thế này thì cực kỳ rẻ luôn. Chỉ cần một ít sầu riêng là các bạn có thể làm ra được một đống bánh rồi. Sầu riêng của mình thật ra thì nó cũng còn nữa đó các bạn. Nhưng mà mình chưa có làm hết. Mình chưa làm hết thì mình có thể để vô trong ngăn đá tủ lạnh. Khi nào làm thì mình sẽ lấy ra. Và các bạn ơi, video làm món bánh sầu riêng chiên giòn của mình đến đây cũng hết rồi. Và mình chúc cho các bạn làm thành công nha. Và ăn ngon miệng nữa nè. Nếu các bạn mà có yêu thích cái món bánh sầu riêng chiên giòn của mình á, thì hãy nhớ like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đừng quên nhấn nút đăng ký để được xem những video mới nhất của mình. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!